Trước mắt chúng ta là một ngôi làng, chân quê mộc mạc và lành hiền như bao làng quê khác ở Việt Nam. Vậy có điều gì để kể về cái làng có tên hết sức nôm na là làng Rắng này? Lẽ ra câu hỏi ấy phải được trả lời từ 60 năm trước, khi ở chính nơi đây đã xảy ra một câu chuyện bi hùng. Chuyện về một đội viên du kích đã dũng cảm hy sinh thân mình để cứu cả dân làng, cứu cơ sở đảng và đồng đội thoát khỏi cuộc vây giáp mang tên vết dầu loang của thực dân Pháp vào năm 1950. Tiếc rằng 60 năm trôi qua, câu chuyện về người đội viên du kích Nguyễn Quang Son năm ấy cứ theo năm tháng trôi vào quên lãng. May thay, vào một ngày như định mệnh, cách đây không lâu, những đồng đội cũ của Nguyễn Quang Son năm xưa, trong một lần gặp gỡ ôn lại kỷ niệm đánh Pháp, đã quyết định gửi đơn kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền với mong muốn tìm lại sự công bằng cho đồng đội của mình. Được sự ủy quyền của các đồng chí trong cái hội về đảng, thì tôi là thì sắp bút xong, thì lúc đó với điều kiện là không có photo như ngày nay, cho nên tôi đã làm đi 6 bản lấy chữ ký của các bác, đồng thời tôi ra đề nghị ủy ban xã là xác nhận. Thì tôi trực tiếp là lên Hà Nội, tôi vào cái cục chính sách, tôi gửi văn bản và tôi gửi sang cái Bộ Thương binh Xã hội một bản, tôi đưa về ủy ban tỉnh một bản và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thì các anh có nói là rất cảm ơn bác, vì đây là người quân lính của chúng tôi mà chúng tôi chưa biết, là các bác cho như thế này chúng tôi rất là cảm ơn. Là chúng tôi sẽ nhận ý kiến của các bác rồi tôi sẽ đề nghị. Chúng tôi đã gửi như thế từ năm 1995. Thì sau đó thì được một thời gian 1-2 tuần gì đó thì Bộ Thương binh Xã hội gửi cho tôi cái công văn về. Có nói rõ là Bộ đã nhận được rồi và đã có công văn số ngày này, ngày tháng này gửi về Ủy ban Thi đua tỉnh ở quê hương, từ các cụ già cho đến các bác mà các bà mà đã chứng kiến cái vụ đó. Thì các bác đề nghị là các ông, các bác gọi là nhất là bác có điều kiện mà lại có sức khỏe, các bác tạo điều kiện để mà phong tặng cho, đề nghị lên cấp trên xem xét để phong tặng cho anh, rất xứng đáng là anh. Đến đây, câu hỏi đặt ra là thực chất câu chuyện là gì và hành trình đi tìm chân lý đến đâu? Xin hãy cùng chúng tôi giải đáp câu hỏi này. Xã Đông Tân bây giờ, ngày ấy là xã Bạch Đằng, huyện Thái Ninh. Bạch Đằng là toàn bộ hệ thống giao thông thủy bộ nối các địa bàn rộng lớn gồm 3 huyện Đông Quan, Thụy Anh và Thái Ninh, nên thực dân Pháp quyết tâm biến làng Rắng thành làng Tề Ngụy. Chúng đóng đồn bốt và lập căn cứ vùng Tề bao vây bốn phía, đồng thời kết hợp bọn phản động ác ôn bí mật nằm vùng vây giáp uy hiếp xã Đằng Giang gan góc kiên cường. Ngày ấy khắp các vườn chè, bụi tre, các bờ ao và các trái nhà đều có hầm bí mật và các ngách thông nhau để che giấu cán bộ, cất lương thực thực phẩm, và cũng là nơi đội du kích xã Bạch Đằng tổ chức chiến đấu tiêu diệt và quấy rối địch. Trong số các đội viên du kích kiên cường ấy có chàng trai trẻ Nguyễn Quang Son. Du kích làng Rắng cứ âm thầm bám trụ như thế suốt những tháng năm kháng chiến kiên cường. 60 năm đã trôi qua với biết bao thăng trầm, nhưng người làng Rắng vẫn nhớ như in cái ngày 18 tháng 7 1950 ấy, ngày mà giặc Pháp bất ngờ mở một trận càn lớn vào làng nhằm tiêu diệt căn cứ kháng chiến và bắt chỉ huy cao cấp của ta. Ông Bùi Văn Huyên, 92 tuổi, nguyên xã đội trưởng ngày ấy nhớ lại. Hôm ấy thì nó đến nó càn ở thôn tôi sớm lắm. Thì là nó càn bắt được tất cả chúng tôi, như cái bộ lãnh đạo xã là nó bắt gần hết. Nó đe đưa nó để ngồi ở cái trái đình đằng Tây, rồi là nó bắt ai cho nó có chỉ điểm là du kích, thế là nó đánh anh ấy, rồi nó ta anh ấy, nó bắt phải khai ra. Nhưng mà anh ấy thì là anh ấy gan dạ, anh ấy không khai, anh ấy quyết tâm không khai, cho nên chứ nếu như hôm ấy mà anh khai thì cái bộ lãnh đạo
chúng tôi thì tan hết và chết hết. Thế nhờ có cái sự kiên quyết và cái sự gan dạ của anh ấy, cho nên là chúng tôi đi sống với hoạt động được cho đảng, cho nhân dân được đến ngày nay. Có một sự thật đáng mừng là sau 60 năm, câu chuyện về sự hy sinh quên mình của liệt sĩ Nguyễn Quang Son vẫn còn in sâu trong sự tri ân của người dân làng Rắn. Nhưng cũng có một nỗi buồn làm đắng lòng người còn sống hôm nay. Đó là việc không sao có thể tìm ra của liệt sĩ Nguyễn Quang Son. Sự thực là ngày ấy ở làng Rắn muốn chụp một tấm ảnh của Nguyễn Quang Son sau cái ngày định mệnh 18 tháng 7 1950, tâm khảm bộ đội của anh ở tuổi gần đất xa trời, nhưng mỗi khi nhắc đến Nguyễn Quang Son, họ lại nhớ đến từng chi tiết, cứ như câu chuyện chỉ vừa diễn ra mới đây thôi. Ngày hôm đó là tôi cũng bị càn ra đấy, địch tra tấn anh Nguyễn Quang Son là 5 trận, thì ngồi trong cần càn đấy thì có cả chủ tịch của Ủy ban Nhân dân xã, rồi là 4 đồng chí chi ủy viên. Xuất phát từ đó tôi thấy rằng anh Son hy sinh rất dũng cảm, là một người lớn lên đi ở chưa được sự giáo dục cả, nhưng mà anh đã biết chỉ hy sinh bản thân mình để bảo vệ được cái cơ sở kháng chiến, là bảo vệ cơ sở cách mạng. Đó tôi thấy là một cái điều rất là xứng đáng là một anh hùng. Có những câu chuyện dù bí ẩn đến đâu, nếu muốn người ta có thể tìm tới cội nguồn. Nhưng lạ thay, nguyên nhân việc Nguyễn Quang Son bị địch bắt cho đến tận hôm nay vẫn là một dấu hỏi lạnh lùng. Nguyễn Quang Son bị bắt là do có kẻ chỉ điểm. Những kẻ chỉ điểm là ai? Câu hỏi ấy đành gác lại và cũng chẳng còn ai muốn lục tìm. Tràn ngập trong tấm lòng đồng đội Nguyễn Quang Son lúc này là niềm cảm phục và biết ơn. Hai cái cha bằng căn cốt nó đánh dập hết, xong rồi nó đủ hoành thức. Rồi cuối cùng không nói năng gì cả, nó treo lên gia đình. Treo đỉnh xong nó thả dây vật mặt xuống này, hai tay chéo đằng sau này. Trời, nó lôi xuống, nó bỏ, thả dây, nó là dập mặt đất, máu me ra, đánh cũng không nói năng câu gì. Nó lôi lên là như nó dập chân lên bụng, quản nước rồi là nó lại ta đấy, nó tụt lên một xuống bụng kìa. Sau khi đã dùng hết các đòn tra khảo như thời Trung Cổ với Nguyễn Quang Son, mà không pháp quyết định bến Đò Hồ cách nơi tra tấn khoảng 4 km để giết hại. Chúng lệnh cho hai người khỏe mạnh cõng anh ra bến đò. Một trong hai người này đã lâm bệnh và mất chỉ vài tháng trước khi chúng tôi về làm bộ phim này. Người còn lại chính là ông Nguyễn Hòa, nay đã 90 tuổi. Chúng ta cùng nghe ông kể lại câu chuyện xúc động này. Bây giờ đây là nước nó lớn, chứ trước đây là nó khi mà chiều nước xuống cống nó mở thôi, xuống thì đây cạn có bãi cát thôi, nó rộng, nên là nó không có mênh mông cái này đâu. Tức là chúng tôi là phải cõng anh xuống đây, thế thì là nó đẩy xuống, tức là nó chứ xuống nó bắn luôn, bắn luôn thì nó mọi người nó rất là hoảng sợ, không biết làm thế nào được, thì là nó vẫy cái là vẫy một nữa xuống thì nó đang sợ sợ, thằng quân nó bảo nó không quan không bắn này đâu, cứ xuống đi. Cái súng nó cầm bây giờ nó đẩy ra, nó bắn xong rồi bắt chúng tôi về bốt. Thế là không ai biết, không biết là cứ bảo là bốt bắt rồi, chứ chẳng biết tình hình như sao. Câu chuyện về người anh hùng đã kết thúc như thế, trên chính dòng sông này, bến đò này và mặt nước câm lặng này suốt 60 năm qua. Nguyễn Quang Son, giờ này anh ở phương nào? Không ai biết. Có lẽ cuộc đời anh cũng như những cánh chim trời chiều nay đang bay qua bến đò Hồ, để lại bóng hình dọc triền sông trong chốc lát, rồi tan biến giữa bao la. Một cuộc sống vốn công bằng, một cuộc đời như thế, một cách dài lẫm liệt như thế, không thể biến mất trong hư vô. Phải chăng đó chính là nguyên nhân làm thức dậy lòng tri ân trong đồng đội và nhân dân làng Rắn của anh?
con ngõ này và cả ngôi nhà này nữa là nơi liệt sĩ Nguyễn Quang Son đã sinh ra, lớn lên và cùng dân làng đi qua những tháng ngày gian khó mà hào hùng của cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ. Giờ đây, do cuộc sống mưu sinh xô đẩy, những người thân cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Quang Son cũng đã rời làng đi xa. Căn nhà đã có chủ mới. Có một cảm giác thật buồn đang diễn ra từ sự hoang vắng của căn nhà này. Muốn thắp một nén nhang cho liệt sĩ lúc này thật khó. Chúng tôi đành trở về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đông Tân với hy vọng tìm được câu trả lời có sức nặng cuối cùng về việc truy tặng danh hiệu anh hùng cho liệt sĩ Nguyễn Quang Son. Và đây là câu trả lời của Bí thư Đảng ủy xã Quách Tiến Quân. Thì trong năm 1995 thì xã nhà chúng tôi đã làm các thủ tục đề nghị đối với các cấp xem xét để truy tặng danh hiệu anh hùng liệt sĩ cho liệt sĩ Nguyễn Quang Son xã Đông Tân tôi. Nhưng mà chưa được hồi âm. Và năm 2010 thì chúng tôi tiếp tục làm đơn đề nghị lên các cấp. Thì quá trình hy sinh rất anh dũng của Nguyễn Quang Son, chúng tôi xét thấy có đủ điều kiện để công nhận cái danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng mà trong quá trình thời gian mà xác minh cái thời gian hy sinh của Nguyễn Son thì chúng tôi cũng làm rất là kỹ, mà thông qua 10 cán bộ lão thành thời gian đó để các đồng chí kê khai đối chiếu lại và xác định chính thức cái ngày hy sinh. Nhưng trong quá trình cái thông tin và nó có những sự sai lệch về ngày tháng, nhưng dẫn tới là đến ngày hôm nay thì cái trường hợp của liệt sĩ Nguyễn Quang Son vẫn chưa được xem xét. Chúng tôi là tiếp tục đề nghị Đảng nhà nước tiếp tục xem xét, nếu đủ điều kiện thì là truy tặng danh hiệu anh hùng liệt sĩ cho Nguyễn Quang Son. Vậy là đã rõ một vài nguyên nhân vu vơ nào đó đã khiến cho hành trình đi tìm lại chân dung đích thực một con người bị dẫm chân tại chỗ. Con người sinh ra chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi hổ thẹn với lương tâm, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào nói rằng tất cả cuộc đời ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Pavel Korsagin, nhân vật trong tiểu thuyết Thép Đã Tôi Thế Đấy. Vâng, Nguyễn Quang Son đã sinh như thế. Vì vậy, anh đã ra đi trong thanh thản vô cùng, như dòng sông quê hương bao đời thao thiết chảy, tạo nên bến đò hồ, chuyên chở bao kiếp người ngang dọc, để đến một ngày, sông đón nhận vào lòng một liệt sĩ anh hùng của đất nước, của nhân dân. Rồi từ đây, ta khám phá thế gian muôn màu, để ta xứng danh.